Một, sau tôi xin giới thiệu các lỗi thường gặp của UBS. Một là UBS không vào điện. Hai là UBS không lên nguồn. Và ba là UBS kêu liên tục. Soi tôi xin giới thiệu về lỗi UBS kêu liên tục. Khi ta nhấn phím on của UBS, UBS cũng không hoạt động được, không có nguồn điện ngó ra. Nguyên nhân là do lỗi phần mềm made in. Chúng ta cần phải thay thế made in cho UBS. Lỗi của UBS là lỗi kêu liên tục. Khi ta nhấn phím on, UBS cũng không hoạt động được, không có nguồn điện ngó ra. Lỗi này nguyên nhân là do lỗi phần bo mạch. Chúng ta cần phải thay thế cho bo khác cho UBS. Lỗi của UBS không vào điện. Khi ta cắm điện và nhấn phím on của UBS cũng không có bất cứ tín hiệu gì. Đèn báo không sáng và quạt cũng không hoạt động. Chúng ta tiến hành đi kiểm tra nguồn điện. Để chúng ta kiểm tra nguồn điện, chúng ta kiểm tra nguồn điện từ ổ cắm đến đít automat của UBS. Nếu nguồn điện cấp từ ổ cắm tới UBS vẫn có điện, nhưng trường hợp UBS lại không lên nguồn, thì chúng ta cần phải tiến hành kiểm tra lại qua nguồn của UBS. Đấy. Đối với lỗi của UBS không lên nguồn, khi đã cắm nguồn vào cho UBS, UBS báo có điện ngó vào, đèn báo sáng. Nhưng khi ta ấn nút on, UBS không có ngó ra. Đây là nguyên nhân là do ắc quy quá yếu hoặc hỏng bo điều khiển nên không thể khởi động cho UBS. Chúng ta cần phải tiến hành kiểm tra lại ắc quy và bo của UBS. Nếu lỗi thì phải thay thế. Trên đây tôi vừa giới thiệu với quý vị và các bạn các lỗi thường gặp của UBS. Soi xin chào quý vị và các bạn.